Mến chào các bạn đến với buổi tập tiếp theo của chuyên đề chữa bệnh liên quan đến thoái hóa viêm cái khớp cổ chân nhé. Ở buổi tập của ngày hôm nay đấy thì chúng ta sẽ vừa tập vừa giải thích luôn nhé. Từ khóa của buổi tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bàn chân bẹt. Hầu hết tất cả các bệnh về bàn chân bẹt ấy và về thoái hóa cái khớp cổ chân hoặc là giãn dây chằng hoặc làm sao bong gân cổ chân hay là gai gót chân đều liên quan ít nhiều đến bàn chân bẹt mà các bạn không hề biết. Thì ngay ngày hôm nay thôi, buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bàn chân bẹt nhé. Động tác đầu tiên rất là dễ, các bạn chỉ cần khép thật chặt hai chân vào nhau này và hơi nhón nhẹ cái gót chân của mình lên một chút xíu nhá, đúng không? Hơi nhón lên một chút xíu này. Đồng thời dang hai tay, rất là đơn giản đúng không? Giữ thật tĩnh, thật chắc, thật vững nhá. Không cần phải làm sao giữ được nhiều thời gian hay là kiễng quá cao đâu, chỉ cần nhấc cái gót chân của mình lên khỏi thảm khoảng vài ba cm thôi và tập trung toàn bộ sức khỏe của mình vào cái khớp cổ chân. Rất là dễ nhá. Thường thì ai đó mà có vấn đề liên quan đến cái khớp cổ chân thì các bạn tập thì sẽ lợi ích nhất. Còn đại đa phần thì mọi người là các cô chú anh chị là có nhiều tuổi một chút xíu rồi thì vừa bị khớp cổ chân, vừa bị khớp gối, thậm chí là bị cả khớp háng thì động tác nó sẽ tập rất là khó. Thì mọi người có thể dùng cái cây hoặc cái bức tường bên cạnh đấy, mọi người sờ và túm tay vào. Kim Toàn lưu ý nhá, các bạn lưu ý nhá, hầu hết là người tập bị tổn thương đa khớp, có thể là vừa khớp cổ chân, vừa khớp gối và vừa khớp háng. Chính vì vậy mà mình cần phải có thêm những cái dụng cụ hỗ trợ hoặc chỉ đơn giản là vịn tay vào tường thôi để nâng cấp cái sức khỏe từ cái cổ chân, khớp gối, khớp háng của mình lên, có đúng không? Chứ không phải là thầy ơi, tôi bị đau khớp gối thì tập động tác này có gửi kiêng khem cái gì không? Kim Toàn vừa rồi giải thích rồi mà, chống tay vào tường hoặc là làm sao kiếm một cái cây để dựa vững cho nó chắc chắn, đúng không? Chứ không phải là cứ tập là tập thôi, sau đó là chẳng thèm nghe gì cả và cứ hỏi những cái việc nó thừa lắm, có nghĩa là mình không ý thức và mình cứ làm cho nó xong việc mà thờ ơ lắm, đúng không? Thật tĩnh và thật chắc nhá. Và các bạn có thấy rằng là kênh của Kim Toàn ấy, cái kênh YouTuber Kim Toàn chia sẻ đấy, nói rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều, từ đầu đến cuối nói liên mồm luôn đó, đúng không? Ú hết cả tai của người nghe. Ai đó mà không thích nghe đấy thì có nghĩa là các bạn không tiếp cận kiến thức. Và rõ ràng là chúng ta đang luyện thân, luyện tâm và luyện cả trí, đúng không? Luyện thân chính là động tác vận động này. Luyện tâm là gì ạ? Giữ tĩnh tư thế và ngủ trong tư thế, khóa chặt những cái vị trí tập luyện đó lại. Còn luyện tâm là gì? Lắng nghe những cái kiến thức chia sẻ. Và chúng ta làm sao? Có kiến thức thì chúng ta mới vận hành được cơ thể của mình chứ. Cũng chỉ đơn giản là trong trường hợp các bạn muốn lái cái xe máy trên đường thì các bạn phải làm sao? Có cái kiến thức để mà điều khiển cái xe máy đó, phải tuân thủ luật giao thông, có đúng không? Đấy chính là trí tuệ. Vậy thì để vận hành cơ thể của chúng ta phải có trí tuệ nhá. Thì mới làm sao? Hiểu được cái cổ chân của mình nó hỏng, cái bàn chân của mình nó hỏng, bị bàn chân bẹt là sao. Rồi, bình tĩnh hạ xuống. Tiếp tục này. Lần này thì cố gắng nhá, mở mũi chân của mình sang trái một chút xíu. Hơi trùng đầu gối chân trái xuống một chút xíu này. Nhấc cái chân phải dẫm lên trên mặt trong đùi chân trái, hai tay dang ngang, hơi trùng đầu gối chân trái chút xíu nhá. Rồi giữ thật tĩnh này, thật chắc và thật tĩnh. Thì ở đây Kim Toàn sẽ hướng dẫn và chia sẻ các bạn cái bàn chân bẹt là gì nhá. Nghe kinh khủng lắm, đúng không? Nhắc đi nhắc lại liên tục. Vì tại sao? Tất cả các bệnh liên quan đến ổ khớp cổ chân, khớp gối và khớp háng đều là do cái bàn chân bẹt gây ra hết. Trong một thời gian quá dài chẳng ai bảo chúng ta tại sao lại bàn chân của chúng ta lại bị bẹt cả. Thành ra làm sao nhỉ? Chúng ta cứ sinh hoạt đời sống bình thường hàng ngày thôi, mình đi mình vấp làm sao mình hấp tấp mình ngã hay là mình sao mình tổn thương xương khớp mình cũng chẳng biết gì cả. Mình dành quá nhiều cái thời gian vào việc kiếm tiền, vào việc là mưu sinh. Cái cuộc sống của chúng ta, cái kiếp này nó mưu sinh đến cái ngưỡng thời gian này quá đủ rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thực ra là ăn có được bao nhiêu đâu, có đúng không ạ? Làm chơi cũng chẳng được bao nhiêu đâu cả. Cái cơ thể của chúng ta chắc gì nó đã được hưởng bao nhiêu, nhưng mà hầu hết là đạt được cái sở thích của chúng ta thôi. Những cái điều mình thích thì nó vô vàn, nó mình thích cả cái vũ trụ này, mình muốn ôm cả đất, mình muốn ôm cả trời, đúng không? Chứ cái cơ thể của mình nó có nhận được bao nhiêu đâu. Có đúng là chúng ta có rất là nhiều tiền, ai đó có rất là nhiều tiền nhá, có nhà, có cửa, có xe, có vợ, có con, vậy là giàu có lắm rồi, đúng không? Giàu có hơn ngồi ngoài rất là nhiều rồi. Rồi buông chân của mình xuống, đổi chân nhá. Ai đó ngoài kia họ còn bệnh tật đầy người, thậm chí là còn tàn tật nữa cơ, thậm chí là còn có làm sao, hơi trùng đầu gối chân phải xuống. Bố cũng không có hoặc mẹ cũng không có, còn là mồ côi nữa cơ. Họ nghèo hơn chúng ta rất là nhiều. Trong khi đó mình rất là giàu, đúng không? Giàu lắm ấy, nhiều người đa phần là cứ có nhà, có xe, đúng không? Có sống được đến năm 70-80 tuổi thì có nghĩa là giàu có lắm rồi. Sướng hơn rất là nhiều người ở các quốc gia khác. Họ còn chiến tranh loạn lạc, đúng không? Con người nó như cỏ rác đấy. Và chúng ta thực sự là rất là giàu có. Nhưng cái cơ thể của chúng ta được hưởng bao nhiêu thì hầu hết là mọi người không bao giờ để ý nhé. Có thể là chúng ta tích lũy được rất là nhiều nhà, nhiều xe, nhiều tiền tài, vật chất, đúng không? Chúng ta có thể có rất là nhiều thứ, nhưng sức khỏe chúng ta thì không có nhiều. Lý do là chúng ta chẳng mấy khi yêu thương và hỏi thăm cơ thể của mình xem là chân ơi, bạn đang bị bàn chân bẹt, có phải không? Hoặc là chân bàn chân ơi, bạn cần ăn cái gì? Tôi mua cái thức ăn đó cho bạn ăn.
Trân ơi, bạn cần đi đôi giày, đôi dép gì? Tôi mua cái đôi giày dép cho bạn đi nhé. Có giờ chúng ta hỏi những câu hỏi đó đâu. Đúng là không có đúng không? Và thường là chúng ta làm sao? Bị cái môi trường xã hội TikTok, Facebook, rồi Zalo, rồi là các kênh YouTuber, website hoặc làm sao, rất là nhiều cái thông tin bên ngoài lề, nó làm sao nó làm cho chúng ta cuốn đi, rằng là phải cố gắng mua được chiếc xe đẹp cho nó bằng em, bằng anh, bằng bạn, bằng bè, có đúng không? Hoặc là một bộ quần áo đẹp, hoặc đơn giản chỉ làm sao cố gắng được có một cái mái nhà chui ra chui vào làm sao nó thật kín đáo, ấm áp, thêm chiếc điều hòa, thêm cái gì nữa. Rất là nhiều thứ vân vân ở mây mây. Rồi hạ xuống, tiếp tục này, xoay hai cái lòng bàn chân nó song song với nhau nhá, hai tay nâng ngang vai. Thế cái ghế này hơi trùng cái đầu gối xuống một chút xíu thôi. Tay nâng ngang vai rất là đơn giản thôi đúng không? Thật là nhẹ nhàng, thoải mái, đơn giản thôi. Hơi trùng đầu gối rồi. Tiếp tục này, nhắm đôi mắt của mình lại. Hướng cái sự chú ý này xuống toàn bộ cái lòng bàn chân và cổ chân. Giữ sao cho thật tĩnh nhá. Các bạn lưu ý này, để có thể tự chữa được bệnh cho mình thì chúng ta phải làm sao? Phải có ý thức. Và cái ý thức đó chính là cái trí tuệ của chúng ta. Và chúng ta có hẳn cái từ khóa này, luyện thân thì cần phải động. Chúng ta đang tập luyện này, đây chính là động. Và luyện tâm thì cần phải tĩnh. Thì có nghĩa là chúng ta làm sao? Khi đi vào tư thế thì khóa chặt tất cả các ổ khớp lại. Các ổ khớp không được dao động, chứ không phải cứ đứng mà cứ uốn éo, dãy ruộng nhặng lên nhá. Không có đúng không? Giữ thật tĩnh nhá. Khi nào đó Kim Toàn bảo thôi thì chúng ta sẽ thoát sang động tác khác, còn không thì phải ngủ luôn trong tư thế. Và cuối cùng là luyện trí. Luyện trí có nghĩa là cái trí tuệ của chúng ta phải có để giải quyết cái vấn đề đó, chứ không phải là thầy ơi có cái động tác gì đó để giúp tôi để khỏi được cái bệnh không. Chẳng có cái động tác nào đâu. Bản thân chúng ta là phải ý thức và có trí tuệ về cái điều đó. Tại sao chúng ta lại bị cái bàn chân bẹt? Tại vì chúng ta thiếu trí tuệ, có đúng không? Và khi chúng ta có đủ trí tuệ rồi thì cần gì thầy đâu, cần gì bác sĩ đâu, đúng không? Chúng ta cũng là bác sĩ mà. Và bác sĩ họ cũng là chúng ta thôi, chẳng qua là họ học tập, chịu khó và nghiêm túc hơn chúng ta thôi. Cũng có thể là họ may mắn được bố mẹ của họ cho ăn học tốt. Cũng có thể là làm sao họ ý thức được cái điều đó và họ tự học tập, hoặc là một cái cơ duyên nào đó trong cuộc sống mà họ gặp gỡ những cái người tốt, và những cái người tốt đó dẫn dắt cho họ đi theo những cái con đường tốt, đúng không? Rồi đứng thẳng dậy, buông tay này, tiếp tục này, đan 10 ngón tay vào nhau ở sau lưng nhá, rồi gặp người xuống này. Thì tay chân rất là đơn giản thôi. Vậy thì để hiểu được cái bàn chân bẹt ấy, thì trước nhiên chúng ta phải khái niệm sơ qua bàn chân bẹt là gì. Thì bàn chân bẹt nó đơn giản là như thế này, là lòng bàn chân của các bạn nó không có cái vòng cầu. Không có cái vòng cầu nhá. Thì Kim Toàn lấy luôn cái ví dụ này để hiểu được cái khái niệm đó thì chúng ta phải có cái ví dụ. Giả thiết như bây giờ cái đôi dép bình thường các bạn đi đấy, nó không có cái đế, và cái đế đấy nó không có cái gì ạ, có cái mặt cong cong ở phía trong ấy. Thì cái bàn chân của chúng ta nó cũng cong cong như cái mặt cái những cái đôi dép đó thôi. Ai đó mà biết những cái đôi dép mà nó có đế nó có cong cong ở trong cái lòng bàn chân ấy. Và khi chúng ta dẫm cái bàn chân của mình nó bẩn bẩn, nó mất vệ sinh đấy. Dẫm xuống sàn nhà mà chúng ta nhìn thấy rõ là cái bàn chân nó cong. Hoặc là đi nhà trẻ thấy những cái bàn chân vẽ ở chân cầu thang đấy, các con đi đấy, thì đó là cái bàn chân mà đẹp hoàn hảo. Còn trong trường hợp cái bàn chân của chúng ta mà bẩn mà dẫm xuống sàn nhà nó in nguyên cái bàn chân thì có nghĩa là bàn chân bẹt. Và định nghĩa bàn chân bẹt rất là đơn giản, bàn chân bẹt là toàn bộ bàn chân của chúng ta tiếp xúc với mặt sàn nhà, đúng không? Còn bàn chân không bẹt thì chúng ta sẽ có những cái điểm tiếp xúc, đó là ức bàn chân, gót bàn chân và cạnh ngoài bàn chân. Rồi, vậy thì mọi người hoàn toàn có thể khái niệm được bàn chân bẹt là gì rồi đúng không? Và để nhận biết bàn chân bẹt thì cũng rất là dễ thôi. Đặt tay vào lưng, hoặc là chống hai tay vào đầu gối, nhổm dậy nhá. Tiếp tục này, bước rộng hai chân khoảng 1m1. Rồi, rộng. Mở mũi chân sang hai bên này, khoảng cách giữa hai gót chân là 1m1 nhá. Rồi, kéo cao cái quần của mình lên chút, sụt cái vai hạ xuống. Đúng rồi, không sao quả, nhọc thì chúng ta sẽ làm sao thay đổi ra vào liên tục, không sao hết nhá. Nhận biết thì rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần làm sao khi mà mình để ý các con của mình di chuyển ấy, các con rất là hay dễ ngã và vấp, đấy là một từ lúc rất là nhỏ. Và bản thân chúng ta lớn rồi đấy thì chúng ta mà cảm thấy rằng là cái bàn chân của mình nó bị chai, có thể là nó chai ở phần phía dưới cái ngón chân út, cái vị trí là đây này, các bạn nhìn nhá, ở đây này bị chai, hoặc là ở đây bị chai. Rõ ràng là chúng ta còn rất là trẻ nhưng bàn chân của mình lại bị chai. Nó rất là lạ kỳ đúng không? Có nào động làm việc gì đó nặng nhọc đâu mà bị chai như vậy. Có thể là cái khung chậu của các bạn bị mất cái hướng đẹp. Có nghĩa là nó làm sao? Nó bị gù, nó mất dáng hông nhá. Thì các bạn cứ giữ nguyên Kim Toàn biểu diễn luôn này. Rất nhiều người đứng là phải có cái thắt lưng ong keo như này. Có nghĩa là có cái đường võng eo như này đúng không? Đây là một cái dáng đứng bình thường. Còn đa phần mà mọi người bị chai cái bàn chân là cái dáng đứng của các bạn như này này. Đó, nó đẩy hông nó thẳng tưng như này.
thậm chí là đẩy cái phần hông phía dưới về trước, làm mất hoàn toàn cái phần eo này của chúng ta, đúng không? Và lâu dần cái trọng lượng cơ thể nó không đè vào những cái vị trí đều nữa, dàn đều trên cơ thể nữa, mà nó bị dồn hết về phía ức chân, dẫn tới là cái ức bàn chân, cái ngón chân. Thôi nhổm dậy một chút xíu rồi, thả lỏng cái cổ tay đau, chúng ta xoay người sang trái. Và cái trọng lượng cơ thể nó lại dồn hết vào phía cái ngón chân út và ngón chân cái, dẫn tới là ức ngón chân cái và ức ngón chân út của chúng ta là bị chai. Rất là chán, đúng không? Chán cực kỳ luôn. Và do là chúng ta làm sao đời sống nó khó khăn quá, hoặc là do là nhà chúng ta cũng không giàu có gì cả, thành ra là cũng không tiếp cận được những cái kiến thức dạng như vậy. Có đúng là có vô vàn các loại kiến thức rất là tuyệt vời ở ngoài xã hội kia mà chúng ta có được học bao giờ đâu. Không có tiền làm sao học được. Thực sự là không có tiền thì không học được đâu. Có rất nhiều kiến thức rất là tuyệt vời cực kỳ luôn ấy. Ngay cả bản thân Kim Toàn tại cái thời điểm hiện tại nhé, rất là khao khát, rất là có tham vọng học tập những kiến thức về công nghệ. Nhưng nói thật là tiền nhiều như vậy thì mình lấy đâu ra tiền mà đi học. Mình rất muốn học, cực kỳ muốn học. Nhưng bây giờ mà muốn đi học thì phải có tiền. Mà có tiền thì chúng ta một là phải cắt bớt những cái niềm vui của mình đi, hoặc là cắt bớt những cái thứ tự ưu tiên chi trả đi, thì chúng ta mới tiết kiệm được tiền để mà đi học chứ. Có đúng không? Không phải tự nhiên mà đi học đâu. Nó không phải đơn giản đâu. Đôi khi những cái khóa học đó nó chỉ là một vài triệu đồng thôi, nhưng chúng ta làm sao phải di chuyển ra khỏi nhà của mình, và ngày hôm đó thì không phải làm, không làm việc được. Làm sao có chuyện mà đi học mà lại còn đi làm được, đúng không? Vậy thì rõ ràng là vừa mất cái tiền để đi học, vừa cắt giảm một số cái nguồn chi tiêu trong gia đình hàng ngày, và vừa đồng thời làm sao không được làm việc để tạo ra tiền. Và chúng ta mất đơn mất kép trong vòng mấy lần như vậy. Mấy lần như vậy mà trong khi đi học xong rồi về, nhiều người lại còn không có cái môi trường để mà triển khai những cái kiến thức của mình học được. Đổi bên nhé, nhổm dậy. Dẫn tới là chúng ta đã nghèo rồi càng nghèo hơn, có đúng không? Chứ không phải là cứ đi học về mà là giàu có đâu nhá. Vậy thì rất hiếm những cái người mà họ có những cái kiến thức giống như Kim Toàn, họ chia sẻ lại miễn phí cho các bạn. Vậy thì tội gì chúng ta không tiếp cận, đúng không? Bản thân Kim Toàn tại thời điểm hiện tại cũng rất là khó khăn trong cái việc đi học những kiến thức mới. Và ngoài kia cũng có vô vàn người như vậy, rất là khó khăn trong cái việc đi học tập những kiến thức mới. Thì các bạn cũng vậy thôi. Chúng ta cũng rất là khó khăn trong cái việc học tập những kiến thức mới. Thường thì là những cái gì mà càng miễn phí đấy thì chúng ta càng ì, càng lười, có đúng không ạ? Và chúng ta trả phí thì chúng ta rất là nghiêm túc. Và đúng là thực sự như vậy nhá. Rất nhiều người tự tập với Kim Toàn trên kênh YouTuber này, họ hỏi lung tung lắm, hỏi nhiều thứ rất là vớ vẩn và nhảm nhí. Hỏi mà mình nói thật là mình cũng chẳng muốn trả lời đâu. Tại vì họ hỏi theo cái kiểu gọi là nó thờ ơ lắm. Còn ai đó mà hỏi thực sự là cầu thị nhá, và họ nhắn tin rất là dài, thì Kim Toàn thực sự là những khách hàng này, những cái người này rất là đáng để cho mình giúp đỡ. Thậm chí là mình có thể là dành rất là nhiều thời gian cho họ. Rồi nhổm dậy này, hai cái tay của chúng ta đẩy sang hai bên nhé. Vậy thì rõ ràng cái bàn chân bẹt là có cái kiến thức để phát hiện sớm, phát hiện sớm những cái triệu chứng bàn chân bẹt, đúng không? Và đôi khi chúng ta lại là những cái người tạo ra những cái bệnh tật đó mà mình không hề biết nhé. Giả thiết như bây giờ con cháu của chúng ta đấy, các con thì lớn rất là nhanh, đúng không? Và thường thì bố mẹ là mua dép, mua giày, mua quần áo cho các con, ở mua rộng một chút để các con mặc vừa là vừa. Và thường là các bạn có để ý thấy rằng là các con hay đi cái đôi dép ngược không? Và cái đôi dép ngược ấy nó vô tình là tạo ra cái bản chân bẹt. Có nghĩa là cái nghiệp đấy không phải do các con tạo ra, mà do chính chúng ta thiếu trí tuệ mà chúng ta tạo ra cho con cái của mình nhé. Ai mà chả mong muốn con cái của mình làm sao sống có cuộc sống nó dễ chịu, thoải mái và tốt đẹp hơn. Nhưng với điều kiện này là ít nhất phải có sức khỏe. Sức khỏe nó là vàng mà, nó là vàng mà. Vậy thì tốt nhất mà không cho con cái được mình trí tuệ tuyệt vời thì cho con cái mình cái sức khỏe. Thì ít nhất phải có cái sức khỏe, tránh cái trường hợp là lớn tuổi lên được một chút rồi thì bàn chân nó bẹt mất rồi, hoặc là kiềng ích kiềng o rồi, rất là tội. Dẫn tới là làm sao nhỉ? Và không thể vận hành được cái cuộc đời của mình, thiếu sức khỏe quá kiệt lực, dẫn tới là không thể vận hành cái cuộc sống cuộc đời của mình nhé, cực kỳ thiệt thòi luôn. Thì lát nữa Kim Toàn sẽ chia sẻ cái đôi dép mà có cái đế đó để các bạn hình dung là rất là dễ xử lý thôi. Nếu như có thể đấy thì đi những cái đôi dép có đế như vậy từ lúc còn trẻ cho đến lúc mà mình sao già. Và hiện tại như bây giờ mình già thì mình cũng lựa chọn những cái đôi dép như vậy nhé, thì cái hiệu quả về chăm sóc sức khỏe nó rất là cao. Rồi chúng ta nhổm dậy tiếp tục này cho đỡ đau chân chút xíu đã. Rồi thì anh Hùng quỳ lại, khép chặt hai cái đầu gối và gót chân, lách lách làm sao thật tốt này, cái gót chân lựa thật sâu vào hai khe mông của mình, đúng rồi, thật thoải mái nhá. Thì đó là những cái triệu chứng nhận biết rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì còn rất là nhiều các triệu chứng khác thì chúng ta cần phải đào sâu với nhau hơn. Có thể là các bạn nghe nó ù tai rồi thì các bạn cứ nhắn tin riêng với Kim Toàn rằng là: thầy ơi, con tôi thì cháu của tôi đang có triệu chứng bàn chân bẹt giống như thầy chia sẻ đấy, thì có cái cách nào đó để giúp tôi không? Thì các bạn chỉ cần inbox ở trong cái mô tả của video là Kim Toàn sẽ có đội ngũ cán bộ nhân viên là hỗ trợ các bạn làm được điều đó nhé. Rồi cố gắng này, dồn thật chặt và khóa thật chặt. Chúng ta đang thiền trong tư thế mà, bất động cái ổ khớp chân, bất động cái ổ khớp gối, bất động toàn bộ cuộc sống,
bất động toàn bộ đốt sống cổ và toàn bộ khớp vai, bàn tay và ngón tay đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể ngủ trong một giấc trong vòng khoảng trên dưới 1 phút. Đó chính là thiền trong tư thế luyện tâm đấy. Còn luyện trí là lắng nghe cái kiến thức mà Kim Toàn đang chia sẻ cho các bạn. Có đúng không ạ? Thật chậm rãi, thật đùng đỉnh thôi. Nhớ được chút nào hay chút đó không sao cả. Cứ mỗi ngày một chút. Các bạn có rất là nhiều thời gian tập cùng với kênh Kim Toàn, có thể là một vài năm, và đào cái kênh của Kim Toàn lên. Cái kênh Kim Toàn nó có vô vàn các kiến thức mà các bạn tha hồ đào bới. Có đúng không ạ? Mà không cần phải đọc sách, có rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không cần phải bỏ tiền ra để mà làm sao đi học tập cái khóa học ABC như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ đấy. Rồi, thật tĩnh và thật chắc, thật chặt chẽ nhá. Sau khi chúng ta nhận biết rồi thì bắt đầu chúng ta tìm đến những cái giải pháp đúng không ạ? Thì ở đây Kim Toàn giới thiệu luôn với các bạn cái giải pháp đầu tiên, chính là cái chuỗi bài tập này này. Có đúng không ạ? Và trong chuỗi bài tập này có tới 7 buổi cơ nhá. Còn ai đó mà trong các bạn mà không biết tìm 7 buổi thì có thể là mình là người lớn tuổi, người già hoặc là người không có cái kiến thức về mạng xã hội. Thành ra là mình chỉ làm xem mỗi một bài thôi, cái bài tiếp theo này thôi. Còn các bài khác thì mình không biết xem ở đâu cả. Thì các bạn lại nhắn tin vào trong cái mô tả phía dưới video đấy, là Kim Toàn lại có cái đội ngũ làm sao để kết nối với các bạn. Rất là dễ đúng không? Rồi, chống tay trái của mình sang ngang, nghiêng người duỗi hai chân về trước nhá. Tiếp tục này, hai tay túm lấy bàn chân, rồi rút dài cuộc sống của mình lên, dướn thật dài, thật căng, thật sâu về trước, thật khóa, thật chắc, thật tĩnh, thật căng, thật sâu nhá. Thật tĩnh, thật chắc, thật căng, ngủ luôn một giấc nhá. Vậy thì cái giải pháp đầu tiên chính là tập luyện cùng với Kim Toàn để luyện thân, luyện tâm và luyện trí, có đúng không ạ? Rồi sau đó đến một cái thời điểm nhất định thôi, chứ không phải là các bạn xem 1-2 video mà các bạn đã làm sao, đã kết nối ngay đâu. Rất nhiều người ta chỉ xem 1-2 video là người ta thấy hợp lý và người ta làm việc luôn thôi. Còn chúng ta cần phải có điểm chạm, và thường là cần phải nghe thật nhiều và thật nhiều mới thấy nó có giá trị và mới thấy nó vui đúng không? Để tránh cái trường hợp làm sao các bạn lãng phí thời gian và tập lan man ninh tinh nhiều cái chia sẻ rất là câu view giật tít ở trên mạng xã hội đấy. Ví dụ như 5-3 cái động tác mà chữa được bàn chân bẹt, hay 5-3 động tác là chữa được cái tình trạng là viêm khớp của chân hoặc là thoái hóa khớp của chân thì không có đâu. Làm gì có cái chuyện mà dễ dàng như vậy mà đạt hiệu quả. Các bạn không tin thì các bạn cứ thử đi. Chỉ có điều là khi chúng ta thử rồi đấy thì chúng ta phải trả giá. Trả giá ở đây là mất thời gian, có đúng không? Và tình trạng của các bạn có lẽ là đang ở mức độ 1 thì nó chuyển sang mức độ 2 mất rồi. Tuy nhiên là không sao nhá. Cái trả giá này là xứng đáng. Và ai đó mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau sớm. Còn chúng ta ít duyên thì chúng ta gặp nhau chậm. Và trong trường hợp chúng ta vô duyên thì có lẽ là cả cuộc đời. Đôi khi là xem xong chán chê cái video mà Kim Toàn chia sẻ rồi, các bạn lại còn xả cho một câu. Nói cái gì mà nó nắm thế, đau hết cả đầu đúng không, ù cả tai, vớ va vớ vẩn và nhảm nhí. Không sao cả, chúng ta không có duyên thì chúng ta không gặp nhau. Tuy nhiên thì vẫn là có cái điểm chạm. Có nghĩa là các bạn đã tìm những cái từ khóa như vậy thì mới gặp Kim Toàn. Thì các bạn cũng sẽ tìm những cái từ khóa tương tự như vậy và gặp những cái người khác tương tự Kim Toàn thôi. Rồi buông lỏng nhổm dậy, gác cái chân trái của mình sang bên phải này, thì vặn người nhá, rồi hóp 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 cái bụng lại, đúng không? Tất cả những vấn đề về chân thì chủ yếu là tập trung vào bàn chân là chính thôi, hoặc là các động tác hỗ trợ về bàn chân. Thế vặn người, xoay cái đầu của mình nhìn về cái vai phải, tĩnh, chắc và thật chặt chẽ nhá. Rồi khóa chặt đúng không? Rồi quay lại chủ đề này, khi mà chúng ta tìm được cái giải pháp là 7 bài tập thì các bạn chỉ cần làm sao lặp đi lặp lại 7 bài. Kim Toàn cam kết với các bạn nhé, với vị thế là một chuyên gia, hiện tại Kim Toàn đang là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của Liên đoàn Yoga thành phố Hải Phòng, có nghĩa là một con người có địa vị xã hội và có chuyên môn, chứ không phải nói sằng nói bừa nói chơi. Và Kim Toàn có rất nhiều huấn luyện viên trên khắp các tỉnh thành cả nước và đào tạo ra rất nhiều các huấn luyện viên giống như Kim Toàn. Cũng như là Kim Toàn là một người lớn, hôm năm nay là hơn 40 tuổi rồi, cũng chả dành dỗi thời gian mà lải nhải ở trên cái mạng xã hội này đâu, nhiều việc lắm. Mà mình làm là phải có giá trị, chứ không phải nói chơi chơi chung chung để đấy mà giật tít kêu vư. Nó không chả đem lại cái giá trị cho cuộc đời và làm lãng phí cả thời gian của mình đúng không? Vậy thì Kim Toàn cam kết với các bạn rằng là ít nhất các bạn tập 7 cái buổi ở trong cái liệu trình chữa tất cả các bệnh về ổ khớp, xương cổ chân, hay chỉ đơn giản là đau cái khớp cổ chân, viêm cái khớp cổ chân thôi. Thì có rất là nhiều bệnh ở đây, có rất nhiều cái mô đun nhỏ, các bệnh nhỏ. Ví dụ cụ thể là gai, cái gót chân hay làm sao ạ? Giãn hoặc là lật cái khớp cổ chân, hoặc là đứt rách một phần cái dây chằng ở khớp cổ chân, hoặc đơn giản chỉ là bệnh làm sao, bệnh gút ở chân, hay là đơn giản hơn nữa là cái bệnh bàn chân bẹt đúng không, hay là cong vẹo các ngón chân cái. Có nghĩa là có rất nhiều cái bệnh nhỏ trong cái module này, và mỗi buổi tập thì Kim Toàn lại giải thích một cái bệnh đó. Và để có thể có được tất cả những cái kết quả thì chúng ta làm sao cần phải tập 7 cái buổi đó lặp đi lặp lại. Thường thì mọi người cứ tập khoảng 2 buổi là đã thấy trải nghiệm rất là nhiều rồi, và tập khoảng 2 vòng có nghĩa là rơi vào tầm khoảng 14 buổi.
mỗi buổi có nửa tiếng thôi mà, thì hầu hết mọi người đều đo lường được rằng là cái tình trạng sức khỏe của khớp cổ chân của chúng ta thay đổi cực kỳ nhiều luôn. Có nhiều người nhá là thay đổi đến 70-80%, có đúng không? Còn nhiều người gần như là thay đổi đến trên 80%. Lý do là mọi người vừa tập luyện rất là nghiêm túc, vừa làm sao luyện thân rất là nghiêm túc, vừa là luyện tâm rất là nghiêm túc, tập luyện rất là nghiêm túc nhá, trong từ trong ý thức, từ trong tư tưởng của mình đấy. Ngoài ra là mọi người thay đổi cái trí tuệ của mình thông qua các bài giảng của Kim Toàn ở trong buổi tập, và mọi người thực hành theo những cái kiến thức mà Kim Toàn giảng trong bài, thì có lẽ là chúng ta không chỉ khỏi bệnh cho mình mà còn có kiến thức để dạy lại người khác. Có thể là mình phát hiện ra con cháu của mình đang bị bàn chân bẹt và mình thay đổi cái nghiệp đó từ rất sớm cho con cháu của mình. Đấy là một cái gì ạ? Đấy là một cái thứ mà có thể nói là nó không, nó vô giá đấy, không thể đong đếm được bằng tiền đâu. Buông lỏng quay lại. Thế cái bàn nhá, hai chân mở rộng bằng vai, ngón chân cho về trước này, hai tay đưa xa về sau, rồi đẩy cao lên, càng gọn gàng, càng ngay ngắn càng tốt. Gập cao cái đầu lên, nhìn vào lồng ngực bụng của mình. Bất kỳ ai trong chúng ta đều mong muốn con cháu của mình mỗi một ngày một hạnh phúc hơn, đỡ khổ và đỡ nhọc như cuộc đời của chúng ta, đúng không? Có phải là chúng ta không học được cái này thì rất là mong muốn con cháu của mình học được, có đúng không? Trước đây có thể là các cô chú anh chị là chỉ học được hết cấp 2, cấp 3 thôi. Chúng ta khao khát học tập lắm, chúng ta cảm giác cái việc mình ít học nó khổ lắm, nó là cái gì đó nó rất là đau khổ, và chúng ta mong muốn con cái mình học được nhiều hơn những cái gì chúng ta biết. Cũng có thể là chúng ta chưa được đi ra nước ngoài thì mình rất mong muốn con cái của mình học tập các kiến thức để được ra nước ngoài sinh sống. Cũng có thể là chúng ta rất là nghèo và nghèo khó đến mức mà không có cái căn nhà để ở, và chúng ta cũng rất là nỗ lực làm sao để có được căn nhà để con cháu mình đỡ khổ hơn. Vậy thì ai cũng mong muốn rằng ạ, kể cả về mặt làm sao sinh hoạt đời sống, hay là trí tuệ, hay là cảm xúc, hay là sức khỏe, đều mong muốn những thế hệ tiếp theo của mình được hưởng thụ nhiều hơn những thứ mà mình chưa đạt được, và mình sẵn sàng để lại một cách làm sao không bàn cãi, cũng không là tiếc rẻ gì cả, cho đi mà không cần nhận lại đối với con cái của mình, con cháu của mình, có đúng không ạ? Không hề tiếc rẻ nhé, mà cũng không cầu thị, cũng không cần nhận lại, có đúng không ạ? Hầu hết mọi người đều có cái tâm thái như vậy. Vậy thì rõ ràng là chúng ta có thể cho được nhiều nhất có thể thì càng tốt nhé. Và đúng là tất cả những bệnh tật liên quan đến xương khớp nhé, từ khớp cổ chân, khớp gối, khớp háng, toàn bộ các đốt của cột sống, bao gồm cả đốt sống cổ, vai gáy và cổ tay, đều có nghiệp hết. Và chỉ cần các bạn biết được cái điều đó trước, nhờ thông qua cái việc tập cùng với Kim Toàn và các cái chia sẻ Kim Toàn có được, thì các bạn có thể dự đoán trước và khám bệnh trước, đúng không? Để tránh trường hợp con cháu của mình bị bàn chân bẹt và dẫn tới là chiều cao bị hạn chế và có các vấn đề về sức khỏe. Có tí tuổi, 5, 7, 10 tuổi, 20 tuổi thôi mà đã ốm đau bệnh tật rồi, rất là mệt mỏi, thì sức đâu ra nữa mà lao động làm việc cũng như là sáng tạo, đúng không? Rồi hạ xuống, dưới chân trái của mình về trước, nhấc cái chân phải sang bên để thấy vặn người, rất là quen thuộc thôi, đúng không? Rồi vặn, căng, xoay cái đầu nhìn về vai trái. Rồi Kim Toàn tổng kết lại toàn bộ kiến thức trao đi của buổi ngày hôm nay nhé, một lần cuối này. Đó là để chữa được bàn chân bẹt thì các bạn cần phải biết khái niệm bàn chân bẹt là gì. Sau khi biết được khái niệm bàn chân bẹt rồi thì chúng ta cần phải biết nhận biết được những cái triệu chứng của bàn chân bẹt, chứ không phải cứ giơ cái chân lên mà nhìn mà thấy, đúng không? Tựa qua những cái test kiểm tra, ví dụ như là dẫm cái bàn chân của mình nó bẩn đấy, sau đó là dẫm lên sàn nhà mà mình thấy in cái hình bàn chân của mình đấy, thì có nghĩa là bàn chân bẹt. Còn như nó khuyết được cái lòng bàn chân, nó dẫm lên sàn nhà mà cái vết bẩn đấy nó khuyết cái lòng bàn chân, thì có nghĩa là làm sao cái bàn chân của bạn là không bị bẹt, đúng không? Và để phòng tránh tất cả những cái trường hợp bàn chân bẹt là do cái nghiệp thiếu tuệ của chúng ta gây ra, thì chúng ta phải làm sao để ý đến con cháu của mình từ khi còn rất nhỏ, và thay đổi chiếc dép để làm sao con cháu của mình đỡ bị sao, đỡ bị chúng ta tạo ra cái bàn chân bẹt, có đúng không? Rất là đáng tiếc nhá. Và cuối cùng là các cái giải pháp bao gồm cái việc là tập luyện, ăn uống và thay đổi cái thói quen xấu. Thì thường các cái giải pháp này chỉ phải là những người lớn mới có ý thức được thôi. Ví dụ các bạn bây giờ đang bị thì các bạn sẽ tự chữa trị được cho mình, hoặc là con cháu của mình đang bị nhưng mà do các con còn nhỏ, có các con chưa ý thức được thì mình buộc phải chăm sóc nhiều hơn. Cũng giống như người già, người cao tuổi đấy, không ý thức được đâu, cứ cho tập là tập thôi, chứ bảo tập nghiêm túc để mà khỏe mạnh hoặc là nghe những cái kiến thức Kim Toàn chia sẻ nó khó lắm, nó vất vả lắm, và các cụ ù hết tai rồi còn đâu mà tập nữa, đau quá lú lẫn đầu óc rồi còn sao mà tập được, có đúng không? Vậy thì người già, các cụ có câu là một già một trẻ bằng nhau mà, thì người già họ cũng lú lẫn, cũng lầm cầm rồi, họ cũng không tập trung được nữa. Và những cái người trẻ thì cũng vậy, mải chơi mải vui và cũng loạn xã cả lên rồi, làm sao tập trung được. Vậy thì những cái người mà có trí tuệ, có kiến thức là những người cần phải chăm sóc gia đình của mình. Có phải trước đây là bố mẹ chúng ta chăm chúng ta và chúng ta nợ bố mẹ của chúng ta? Trước 20 tuổi nhá, 20 tuổi thậm chí là trên 20 tuổi, các bạn đang vay nợ bố mẹ mình đấy, có đúng không ạ? Có được cái thân thể như ngày hôm nay là do bố mẹ chúng ta làm sao cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc, cho chúng ta học tập,
thì mới có cái thân thể ngày hôm nay chứ đúng không ạ? Thôi thu chân lại. Thế con bướm nhá, vẫy chân thôi. Và chúng ta lợ bố mẹ chúng ta. Và sau khi chúng ta già thì làm sao? Toàn bộ cái cơ thể của chúng ta cần phải được chăm sóc. Có nghĩa là lúc đó thì chúng ta phải giáo dục con cháu của mình rằng là phải giáo dục từ sớm. Trước đây bố mẹ chăm sóc con cả hơn 20 năm trời bằng rất là nhiều các cái nguồn lực khác nhau. Và bố mẹ còn làm sao? Phải cắt bớt đi những cái niềm vui của mình, thậm chí là hạn chế bớt những cái nhu cầu sống của mình xuống để có thể tích lũy được một chút tiền bạc để có thể cho con học tập được tốt hơn. Có đúng không? Thì từ đó con có mới có cái trí tuệ như ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ bố mẹ già rồi, bố mẹ yếu rồi và bố mẹ cũng không còn đủ cái năng lực học tập nữa. Kiến thức nó nhiều vô biên luôn, học đến bao giờ mới hết được. Và chúng ta lại còn không may mắn cho nên không học tập được. Thì cái triệu chứng bàn chân bẹt cũng vậy thôi. Bố mẹ biết rằng là mình yếu, tổn thương cái khớp cổ chân, khớp gối và khớp háng, nhưng mà do là thiếu trí tuệ không học được. Thì bây giờ con học hộ bố mẹ đi. Có đúng không ạ? Học hộ đi, có khó đâu. Cái đội trẻ họ học nhanh lắm, chỉ vài bữa là được thôi. Và học xong rồi thì hỗ trợ bố mẹ cái cách tập luyện đi, để bố mẹ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Hoặc chỉ đơn giản là làm sao nhỉ? Hỗ trợ bố mẹ cái cách làm sao biết được 7 bài YouTuber của thầy Đặng Kim Toàn thôi. Rồi sau đây là Kim Toàn đã chia sẻ luôn các bạn cái dép để có thể xử lý vấn đề một cách hiệu quả nhất nhá. Các bạn có nhìn thấy rằng là trên tay Kim Toàn đang cầm hai cái chiếc dép. Thì đây là đôi dép cao su, đôi dép Bác Hồ đúng không? Thường những cái chiếc dép như này đấy, các bạn có thấy rằng nó có đế không? Không có nhá. Thực ra đây là cái đế dép thôi. Còn cái đế dép đầy đủ ấy, nó phải có khuôn ở bên phía trong. Thì đây các bạn có nhìn thấy là nó bẹt nó thẳng luôn, thẳng như cái sàn nhà đúng không? Thì ở đây những người mà đã bị bàn chân bẹt ấy, hoặc là đã bị gai gót chân, đã bị giãn cái dây chằng ở khớp cổ chân, hoặc là bị làm sao bị cái chứng gọi là bong gân cổ chân đấy, hoặc là rách một phần cái sợi gân đó đấy, mà các bạn càng đi cái dép này thì các bạn làm sao càng hỏng cái cổ chân của mình đó. Vậy thì chúng ta cần phải làm cái giải pháp gì? Rất là dễ thôi. Trong các cái đôi dép thì đôi dép bitit nhé, tên là dép bitit, hay còn gọi là có cái câu sổ lưu gần là nâng niu bàn chân Việt. Đôi dép bitit thì các bạn có nhìn thấy rằng nó có vết lõm ở đây không? Các bạn nhìn nghiêng nghiêng nhé, thì nó hõm hõm trống trống ở đây đúng không? Đó, và khi chúng ta đi lên rồi thì cái bàn chân của chúng ta nó vừa khít, nó hõm vào cái chỗ đó đúng không? Dẫn tới là làm sao? Cái trụ cơ thể của chúng ta nó ổn định và cái khớp cổ chân nó trở về đúng cái vị trí khớp cổ chân, nó thẳng tắp như này. Đúng không? Tránh cái trường hợp là nó bị vẹo, cái cổ chân của chúng ta vẹo sang trái hoặc sang phải, dẫn tới là ổ khớp gối của chúng ta cũng lệch, ổ khớp háng của chúng ta cũng lệch. Vậy thì đây là cái giải pháp đơn giản nhất và dễ nhất nhá, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Chứ các bạn đừng mua những cái đôi dép như này, nó là cái thói quen, có đúng không? Những đôi dép như này thì rất là bền. Tuy nhiên thì để chăm sóc sức khỏe cho đôi chân của chúng ta thì không có. Và hầu hết chúng ta đều bị chai cái gót chân. Làm sao? Chai cái phần gót chân này nhá. Đó. Và đồng thời là chai cái phần ức bàn chân này. Đó, chai đây. Chai ở đây hoặc chai ở đây. Vậy thì rõ ràng là các bạn đang bị bàn chân bẹt và các bạn đang bị sao? Đang bị có các triệu chứng liên quan đến khớp cổ chân, khớp gối và khớp háng nhưng mình không hề biết. Trong khi đó mình lại đi làm sao? Đi chữa bệnh nhá, rất là lãng phí. Và để có thể giải quyết được toàn bộ những cái vấn đề đó cũng như làm sao tiết kiệm cái nguồn lực tối đa thì các bạn chỉ cần điều chỉnh cái đôi dép của mình thôi. Thế là xong. Dễ như vậy mà không làm thì chắc là không làm được cái gì đó thú vị hơn đâu. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kim Toàn sẽ gặp lại các bạn ở các buổi chia sẻ ở video tiếp theo của trong cái chuỗi liệu trình 7 ngày chữa tất cả các bệnh về khớp cổ chân nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở lần tiếp theo.